Bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ. Kết quả cần đạt: củng cố và nâng cao hiểu biết về thao tác lập luận bác bỏ. Vận dụng được thao tác lập luận bác bỏ thích hợp trong bài văn nghị luận. 1. Phân tích cách bác bỏ trong hai đoạn trích sau. A nhỏ: cuộc sống riêng không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình là một cuộc sống nghèo nàn, dù nó có đầy đủ tiện nghi đến đâu đi nữa. Nó giống như một mảnh vườn được chăm sóc cẩn thận, đầy hoa thơm, sạch sẽ và gọn gàng. Mảnh vườn này có thể làm chủ nhân của nó êm ấm một thời gian dài, nhất là nếu lớp rào bao quanh không còn làm họ vướng mắc nữa. Nhưng hễ có một cơn giông tố nổi lên là cây cối sẽ bị bật khỏi đất, hoa sẽ nát và mảnh vườn sẽ xấu xí hơn bất kỳ một nơi hoang dại nào. Con người không thể hạnh phúc với một hạnh phúc mỏng manh như thế. Con người cần một đại dương mênh mông bị bão táp làm nổi sóng, nhưng rồi lại phẳng lì và trong sáng như trước. Số phận của những cái tuyệt đối cá nhân không bộc lộ ra khỏi bản thân chẳng có gì đáng thèm muốn. Theo A. L. Gerson, 3.555 câu danh ngôn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội 1997. B nhỏ: nay trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, ngày đêm mong mỏi, nhưng những người học rộng tài cao chưa thấy có ai tìm đến. Hay trẫm ít đức, không đáng để phò tá chăng? Hay đang thời đổ nát, chưa thể ra phụng sự vương hầu chăng? Kìa như, trời còn tăm tối, thì đấng quân tử phải trổ tài. Nay đương ở buổi đầu của nền đại định, công việc vừa mới mở ra, kỷ cương nơi triều chính còn nhiều khiếm khuyết, công việc ngoài biên cương phải lo toan. Dân còn nhọc mệt, chưa lại sức, mà đức hóa của trẫm chưa kịp nhuần thấm khắp nơi. Trẫm nơm nớp lo lắng, ngày một ngày hai dạng việc nảy sinh. Nghĩ cho kỹ thì thấy rằng, một cái cột không đỡ nổi một căn nhà lớn, mưu lược một người không thể dựng nghiệp trị bình. Suy đi tính lại trong dòng trời này, cứ cái ấp 10 nhà, ắt phải có người trung thành tín nghĩa. Huống nay trên dải đất văn hiến rộng lớn như thế này, há trong đó lại không có lấy một người tài danh nào ra phò giúp cho chính quyền buổi ban đầu của trẫm hay sao? Trích Ngô Thì Nhậm, Chiếu Cầu Hiền. 2. Trong buổi hội thảo về kinh nghiệm học môn ngữ văn của lớp, có hai quan niệm. A. Muốn học giỏi môn ngữ văn, chỉ cần đọc nhiều sách, học thuộc nhiều thơ văn. B. Không cần đọc nhiều sách, không cần học thuộc nhiều thơ văn, chỉ cần luyện nhiều về tư duy, về cách nói, cách viết là có thể học giỏi môn ngữ văn. Anh chị hãy bác bỏ một trong hai quan niệm đó, rồi đề xuất một vài kinh nghiệm học ngữ văn tốt nhất. 3. Có quan niệm cho rằng thanh niên học sinh thời nay phải biết nhuộm tóc, hút thuốc lá, uống rượu, vào các vũ trường, thế mới là cách sống sành điệu của tuổi trẻ thời hội nhập. Anh chị hãy lập dàn ý và viết bài nghị luận bác bỏ quan niệm trên. Trả bài làm văn số 5. Kết quả cần đạt: thấy rõ những ưu điểm và nhược điểm trong bài làm văn số 5. Rút ra được những kinh nghiệm để làm tốt hơn các bài viết sau. 1. Xác định yêu cầu bài viết. A. Xác định các yêu cầu cụ thể của bài viết. B. Đối chiếu những yêu cầu trên với thực tế bài viết của mình để nhận ra những ưu điểm và nhược điểm. 2. Xây dựng lại dàn ý chi tiết. Gợi ý dàn ý cho bài làm văn đề số 3. A. Giới thiệu truyện Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân và các nhân vật chính. Nêu chủ đề của bài viết, thái độ của Huấn Cao đối với viên quản ngục. B. Thân bài. Nên phân tích thái độ của Huấn Cao theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, viên quản ngục biệt đãi Huấn Cao, nhưng Huấn Cao lại tỏ thái độ khinh bạc. Trích dẫn chứng để phân tích, nhận xét về thái độ, lời nói của viên quản ngục và Huấn Cao. Phân tích vì sao Huấn Cao có thái độ như vậy, thái độ đó có phù hợp với nhân cách của Huấn Cao không? Giai đoạn sau, Huấn Cao cảm động vì tấm lòng biệt nhẫn liên tài của viên quản ngục, đã tặng chữ và khuyên bảo viên quản ngục những lời tâm huyết. Trích dẫn chứng để phân tích, nhận xét về thái độ và lời nói của Huấn Cao đối với viên quản ngục. Vì sao lời nói và thái độ của Huấn Cao đối với viên quản ngục lại hoàn toàn khác trước? Thái
thái độ đó có phù hợp với nhân cách của Huấn Cao hay không? C. Kết bài. Nguyễn Tuân đã vẽ nên hình ảnh Huấn Cao, vừa cao ngạo bất khuất, vừa chân tình tài hoa. Biết yêu quý nghệ thuật, biết trân trọng những tấm lòng tốt trong thiên hạ, biết đề cao thiên lương của con người. Nguyễn Tuân đã thành công trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật. 3. Sửa chữa những sai sót cụ thể trong bài viết. Đọc nhận xét của thầy cô, sửa lại các sai sót nếu có trong bài viết. Viết bài làm văn số 6, nghị luận xã hội, bài làm ở nhà, kết quả cần đạt. Trình bày được quan niệm ý kiến của mình một cách chặt chẽ, thuyết phục, vận dụng kết hợp được các thao tác lập luận, phân tích, so sánh, bác bỏ, quan tâm đến những vấn đề xã hội đặt ra, có quan điểm và cách giải quyết đúng đắn. Một La Mã hướng dẫn chung. Đây là bài viết ở nhà nên học sinh có điều kiện lựa chọn đề tài, thu thập tư liệu và suy ngẫm kỹ càng. Tuy nhiên, cần tránh hiện tượng không tập trung, phân tán suy nghĩ, viết nhiều lần không xong. Nên chuẩn bị chu đáo, suy nghĩ thật kỹ, rồi tập trung tư tưởng viết bài trong thời gian ấn định như thói quen và yêu cầu viết bài ở lớp. Cần đọc lại nội dung bài học ở tiết viết bài làm văn số 5 để rút kinh nghiệm, ôn tập các bài học về thao tác lập luận, phân tích, so sánh, bác bỏ và biết cách sử dụng kết hợp các thao tác đó trong một bài văn nghị luận. Hai La Mã gợi ý một số đề bài. 1. Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay. 2. Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh thành tích, một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội hiện nay. 3. Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Anh chị làm thế nào để khắc phục được thái độ đó? 4. Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. 5. Theo anh chị, làm thế nào để môi trường sống của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp? Ba La Mã gợi ý cách làm bài. Dựa vào đề bài, cần tiến hành một số công việc sau. Xác định vấn đề và yêu cầu nghị luận. Thu thập tư liệu. Xác định hệ thống luận điểm, luận cứ và cố gắng áp dụng các thao tác lập luận, phân tích, so sánh, bác bỏ mới học. Lập dàn ý và viết theo dàn ý. Cảm ơn đã xem. Mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp.